Đây là một bài tập lớp 6 mà có một bạn hỏi thầy, nhưng mà anh hỏi anh lớp 8 cũng cứ làm thử xem có nhớ gì không. Cho A thì có biểu thức như thế này. Thu gọn A. Cái này chắc dễ. Con nhìn xem. Mình chỉ cần nhớ công thức gì là làm được. A mũ m chia a mũ n chia cho a mũ n bằng a mũ m chia n. Đúng rồi, đây là công thức của lớp 6. Cái đấy là chất gọn Thế nếu mà a mũ m nhân a mũ n thì sao? Thì a mũ một n. Rồi, đây là nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Lớp 6 thì phải nhớ hai công thức này. Rồi vào bài câu 1 làm được luôn. A sẽ bằng gì? A bằng 5x cộng 17. À đâu, a bằng 3. 3 mũ 5x. 5x cộng 17 chia. Mà lại còn phải thế nữa. Trừ luôn. Tức là bố không chép lại đề đấy. À ok. 3x cộng 7. Trừ đi 3x cộng 7. Chia hai lũy thừa cùng cơ số thì giữ nguyên cơ số và trừ số mũ. Thì bằng vào đây là 3. Đúng ạ. Lớp 6 à? 5x mà trừ 3x. Là 2x. Thì là 2x. Còn lại còn phải thế nữa. 17 trừ 7. Thì là 10. Thì là cộng 10. Không phải là đổi dấu. Thì lớp 6 đầu năm các em đã học phá ngoặc chuyển thế đổi dấu gì đâu. Mình cứ đọc là 5x cộng 17 thế này này. Trừ đi 2x cộng 7 như thế này cho nó dễ này. Thì cái này trừ cái này nó còn 3x. Cái này trừ cái này nó còn cộng 10. Thôi hiểu thế này cho dễ. À quên. Đây là 3, thì đây là 2. Đúng chưa? Thì đây là xong câu 1 nhá. Bây giờ câu số 2 người ta hỏi là gì? Tìm x thuộc tập số tự nhiên. Tập số tự nhiên là những số như thế nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ai mà thế? Không. Không. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, vân vân. Tìm x thuộc cái tập số tự nhiên để cho cái số này này là số chính phương. Thế con thấy trong bài này thì cần nhớ cái gì? Số chính phương là gì? Thì mới làm được bài. Hình như các thầy cô không dạy nhưng mà trong bài thi nếu mà làm gì mà không dạy, lớp 6 là phải học chứ. Trong đấy có nghỉ. Số chính phương là số tự nhiên. Số tự nhiên. Chia. Mà gì? Chia cho 2. Chia cho 2. Úi giời ơi. Thế số chẵn là số gì? Không nhớ mà. Số chính phương là số tự nhiên mà bằng bình phương. Bình phương của một số tự nhiên không khác. Không. Số nào mà làm bình phương của một số khác thì đó gọi là số chính phương. Ví dụ số 4. Vì là bình phương của 2. 4 là bình phương của 2 thì 4 bằng 2 bình phương thì 4 là số chính phương. Số khác. 16. Số 16. 16 bằng 4 bình phương. 9. Mà liệt kê thế thì là không đúng rồi, phải liệt kê từ đầu cơ. Số chính phương đầu tiên phải là số mấy? 1. 0. Số 0. 1. 1. 4. 4. 9. 9. 16. 16. 25. 25. 36. 36. 49. 49, vân vân đấy. 64. Rồi, bây giờ xong nhắc lại. Người ta muốn số A này này là bình phương của một số tự nhiên khác. Thì nhưng x mà thế có nhiều không nhỉ? Sao không biết? Sao lại nhiều? Sao lại biết nhiều? Nhỏ nó bây giờ mình tìm ra x bằng ví dụ. Ví dụ như x bằng 1 đi. X bằng 1 thì thay vào đây là mấy? Là 3 mũ 12. 3 mũ 12 có phải chính phương không? Làm sao con biết 3 mũ 12 là chính phương bây giờ? Thế bây giờ mình cho nó bằng 2 là được. Bố chỉ hỏi con nháp là 3 mũ 12 có là chính phương không? Có. Có. Tại sao? Nó bằng cái 3 mũ 6 cả mũ 2. Nhưng mà lớp 6 các em chưa học cái bài là công thức như này. Thế con giải thích thế nào? Đây là công thức của lớp 7 mới học cái công thức lũy thừa của lũy thừa. Thì cái 3 mũ 12 này có là chính phương, đúng rồi bố đồng ý. Nhưng mà giải thích thế này thì không thuyết phục, giải thích theo kiểu lớp 6 cơ. 3 mũ 12 thì bằng cái gì mà lại là chính phương? 3 mũ 6. 3 mũ 6. Nhân. 3 mũ 6. Vậy là nó là bình phương của số tự nhiên khác chưa? Thế. Vậy nó là số chính phương. Thế. Thế vậy muốn một cái lũy thừa là chính phương thì số mũ của nó chỉ cần là gì thôi? Chỉ cần là số tự nhiên. Thế 3 mũ 13 có phải số chính phương không? Không được. Số chẵn. Số mũ của nó phải là số chẵn. Ví dụ 3 mũ 14 thì được không? Thì là chính phương không? Có. Có, bởi vì nó tách thành 3 mũ 7 nhân với 3 mũ 7. Đúng không? Thế 3 mũ 20 là chính phương không? Có. Có, vì nó 3 là 3 mũ 10 nhân 3 mũ 10. 3 mũ 10 nhân 3 mũ 10. Vậy để một cái lũy thừa mà là số chính phương thì số mũ của nó phải chẵn. Đúng rồi. Đúng không? Thế thì bây giờ con nói như thế nào?
Ơ nhưng mà cái này nó chẵn rồi còn gì nữa. Ừ nhờ. 2x cộng 10. Bởi vì là tất cả mỗi thứ nhân với 2. Thế thì bây giờ mình ghi là mình xét A bằng 3 mũ 2x cộng 10. Con tách thế nào đi? Là 3. 3 x cộng 10 chia cho 2. Là sao? Thì bây giờ tách thế nào để thể hiện nó là chính phương? Thế này tách như thế này này. Số cụ thể thì tách được mà số có x thì không tách được. 2 x cộng 5. 2 nhân x cộng 5. Là sao? Con nhìn dưới này này, con làm theo. Thì bằng 3 2x 3 nhân 2x là 3 mũ 2x. 3 mũ 2x nhân 3 mũ 10. 3 mũ 10. Thế hai cái này có giống nhau đâu mà là số chính phương được. Cái dưới này tách như thế nào đây? Dưới này tách như nào đây? Tách như nào đây? 6 là thế nào với 12 đây? 2x cộng 5. 7 là thế nào với 14 đây? X cộng 5. X cộng 5. Trời ơi, lớp 8 rồi mà làm cái bài lớp 6. Mãi mới nghĩ ra. X cộng 5. X cộng 5. Hợp lý chưa? Tách cái số mũ này làm đôi, tức là chia 2 ấy. Thành cái này với cái này, dưới này nó như thế mà. Thế đến đây thì mình lại thấy hai thằng này nó thế nào với nhau? Giống nhau. Nó giống nhau thì người ta lại viết là 3x cộng 5 tất cả mũ 2. Mũ 2 suy ra. Vậy suy ra A luôn là số chính phương với mọi số tự nhiên x. Vậy A luôn là số chính phương với mọi số tự nhiên x. Tức là x nào thay vào nó cũng đúng. X bằng 0 thay vào nó cũng chính phương. X bằng 1 thay vào cũng chính phương.